Hôm nay là ngày Valentine, mình sẽ tặng quà cho người mình mến nhất. Chắc là bạn ấy sẽ thích lắm đây. Hãy là bạn thân Như. Vậy là ngày Valentine của mình thất bại. Mình không tặng được món quà đó cho Thi rồi. Không sao, quan trọng nhất vẫn là thần thái. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, nhớ những lúc bên nhau gọi tên, vui say sưa mãi thương thân mến, và bao niềm tâm tư khó cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ
phiền không sầu vì ai. Màu mật tháng ngày tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai. Đến xuân sinh ước hẹn ngày gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm trôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạt cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa phiêu bạt cuộc đời phong ba. Nhớ thương về kỷ niệm ngày qua.